Hi, chú Chè Bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em có 3 cây cúc tư long nha cả nhà. Cây cúc tư long, và đây là cây số 1 nha. Cúc tư long thì mọi người đã biết cái hoa của nó rất là đẹp. Cây số 1 này nó có hoành là 11, cao là 30 và ngang là 40 nha. Cái cây này thì em ghép được 2 mắt bo nha. Cây thì nó rất là xum xuê ha. Cái này giờ chúng ta lấy bo được luôn rồi ha. Rồi đây em sẽ quay tổng thể cây cho cả nhà xem nha. Rồi, đây là cây số 1, em bán với giá là 500.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi và tiếp tục là cây số 2. Cây số 2 là một cái cây có bộ đế chân nơm rất là đẹp luôn nha cả nhà. Bộ đế chân nơm rất là đẹp luôn. Rồi cây này thì ghép được 2 mắt bo rất là xum xuê luôn nha. Rất là xum xuê luôn. Thì cây này em cũng bán với giá là 450.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Rồi, cây này là cây số 2, cúc tư long. Và tiếp tục là cây số 3, cúc tư long nữa nha cả nhà. Đây, cây số 3 là một cây chuyên nơm nha. Cây chuyên nơm. Rồi, cây này ghép được 2 mắt bo. Cái chiều cao của nó là hơn 1 gang tay nha. Cái này hoành là 10, cao là tới 43 lần là được hơn 4 tấc rồi. Thì cây này em... Cái này là cây số 3, em bán với giá là 350.000 thôi nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Cái này về chúng ta lấy bo được rồi nha cả nhà. Xin mời cả nhà vào xem và ủng hộ cho vườn mai của chú Chè Bông nha.